Sáng giờ bán được không anh Thế? Sáng giờ bán ế đâu hả? Ba ông tờ hả? Bán gì ế dữ vậy trời? Ế dữ lắm hả? À, kính thưa quý vị, trước mặt quý vị và các bạn của chúng ta, đây là anh Thế ngồi trên xe lăn bán vé số. Anh ta bị tai nạn và bị chấn thương, và đồng thời hiện giờ anh mang chứng bệnh là bị dập tủy. Bệnh tình của anh là uống thuốc tây là suốt đời ngủ gì. Thì giờ đây Minh Tiền mời các bạn của các anh chị em mình qua đây gặp anh tâm sự một chút, cũng như là mình ủng hộ vé số cho anh ha. Mời các bạn của chúng ta cùng theo dõi video mới của Minh Tiền ha. À, hồi sáng giờ anh bán được nhiêu tấm rồi? Mới 5 tại số hả? Chưa đủ tiền đi cà phê nữa. Trời ơi. Chiều nay dính đói chưa? Đói luôn rồi. Để em ủng hộ cho anh tiếp 2 tấm đi. Nghe anh bán mà anh than gì thấy cái tội nghiệp quá. Thì thưa quý vị, thì đây là anh hình ảnh của anh Thế. Anh thì hồi trước kia thì nói chung là anh cũng lành lặn như chúng ta vậy. Nhưng mà anh thì bị tai nạn, rồi anh mới ngồi trên xe lăn. Hiện nay thì anh mang chứng bệnh là dập tủy, và anh đi bán vé số ngồi trên xe lăn này là coi như là uống thuốc tây là suốt đời. Hồi sáng giờ anh thì bán vé số thì anh bán có 5 tấm mà thấy tội nghiệp quá quý vị ơi. Thì Minh Tiền sẽ ủng hộ anh 2 tấm vé số, như là trước tiên là mở hàng giúp anh, cái thứ nhất, cái thứ hai là chia sẻ những cái hình ảnh và những cái câu chuyện để gửi đến tất cả cô bác và anh chị em mình gần xa, trong nước và ngoài nước để xem video này. Quý vị mình thấy tội nghiệp thì đồng hành với Minh Tiền để kết nối yêu thương. Thì anh Thế hồi sáng giờ anh có mời đi xuống Vĩnh Long bán không, hay là mới vô tới chợ Cầu Cống này bán anh Thế? Ở nhà chạy đi xuống đây bán, rồi mới đi xuống Vĩnh Long. Anh Thế thì từ nhà chạy tới Cầu Cống bán, chưa tới đi Vĩnh Long gì. Anh hiện nay thì nuôi mẹ già và 2 đứa con. Thì khi anh mạnh giỏi đi làm thì quý vị biết không, thì vợ á thì ở nhà sống chung. Nhưng mà sau khi anh bị gặp tai nạn rồi đó, thì vợ bỏ để lại 2 đứa con. Và với mẹ già thì anh phải hàng ngày mưu sinh trên chiếc xe lăn bán vé số để nuôi mẹ già và nuôi 2 đứa con nhỏ. Rất là đáng thương và tội nghiệp nha quý vị. Thì hoàn cảnh của anh hiện nay thì rất là khó khăn. Minh Tiền mong tất cả của bác anh chị em mình gần xa, mọi miền đất nước xem video của Minh Tiền. Nếu như chúng ta có cần gieo duyên làm phước đồng hành, thì quý vị mình cùng đồng hành với Minh Tiền. Thì giờ đây thì Minh Tiền cũng ủng hộ cho anh 2 tấm kiến thiết. Nếu như mà chiều nay mà Minh Tiền có chúng thì Minh Tiền sẽ giúp đỡ cho anh một số nào đó, và một số thì mình từ thiện những chỗ khác. Thì một số thì phương tiện và cuộc sống hàng ngày. Thì mong trời Phật gia hộ nha. Thì anh lựa cho em 2 tấm kiến thiết đi anh Thế. Dạ. Đây là hình ảnh anh Thế của quý vị. Anh hiện nay thì anh uống thuốc tây suốt đời, mang chứng bệnh là dập tủy, bị tai nạn. Rất là tội nghiệp quý vị ơi. Đi xe lăn của quý vị. Rất là khổ của quý vị. Anh rút giùm em 20.000 anh Thế. Ở đây mình ủng hộ cho anh quý vị ơi. Tấm nào đổi tấm nấy quý vị. Anh bán sáng giờ có 5 tấm mà. Rồi như vậy thì mình ở nhà rồi mình có xuống nấu cơm mà được không anh Thế? Mẹ già ba nấu cho giùm ăn ha. Rồi anh ngồi xe lăn vậy, rồi khi mà anh xuống anh phương tiện mà anh đi tắm đó anh Thế, rồi anh thấy nó có khó khăn cho anh nhiều không? Nó rất là nhiều khó khăn. Như bị như vậy chấn thương nó không có giống như một khuyết tật, là nó nặng hơn là ngồi xe tắm khó lắm. Phải ngồi nó khó khăn, rồi nhờ người giúp đỡ rồi này kia mới qua xe rồi được.
Rồi như cái tình trạng mà anh đi mà vệ sinh đồ đó là nó có khó khăn cho anh không? Vệ sinh thì đâu có tự chủ đâu. À, xài ống như là đeo qua tay lấy bằng. Nó khổ trong bề lắm. Rồi khi mà anh đi xuống mà xe đó rồi cái như thế nào anh thấy? Xuống xe em đu trên đây nè, lấy gì nè, đu trên xe này nè. Còn cái tay đu qua xe lăn. Sáng cũng vậy, dưới xe lăn đu lên. Dạ có. Căng giùm em đi chị, có căng đó chị. Bước nhiêu đi? Dạ, 5 ngàn. Rồi khi mình lên xe lăn thì cái phương tiện mình lên cách thức sao anh thấy? Đu lên xe. Đu lên rồi ha. Nhờ người thân phụ lên. Nhờ người thân phụ lên ha. À, hoàn cảnh của anh rất là khó khăn khi đi xe lăn thấy không? Và khó khăn gì? Rồi cảm ơn anh đã chia sẻ với anh Thế. Chúc anh bán mau hết nha. Cố gắng lên anh Thế. Rồi chào anh nha. Quý vị các bạn của chúng ta xem video này có ý nghĩa và hay thì cho Minh Tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để chúng ta không bỏ lỡ những video mới tiếp theo. Còn giờ đây thì Minh Tiền xin khép lại. Xin chào, hẹn gặp lại sau nha. Bye bye nha.